Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 10 ngày 14 tháng 11, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã phối hợp với các cơ quan của Vương quốc Anh đồng tổ chức hội thảo trước đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 10. Tại hội thảo, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt 5 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng, phân tích tình hình tham nhũng tại Việt Nam cũng như kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của một số quốc gia trên thế giới. Từ năm 2007 đến nay, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương đã chỉ đạo xử lý dứt điểm 18 trên 26 vụ án nghiêm trọng phức tạp, đảm bảo các quy định của pháp luật, chỉ đạo xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tố cáo khiếu nại kéo dài. Các cơ quan tiến hành tố tụng trong cả nước đã khởi tố trên 1.400 vụ án tham nhũng với trên 3.000 bị can. Công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với các hành vi tham nhũng có nhiều tiến bộ. Phân tích tình hình tham nhũng tại Việt Nam, Cố vấn Chính sách UNDP cho rằng Việt Nam cần có biện pháp mạnh hơn nữa trong phòng chống tham nhũng. Bài học rút ra trong công tác phòng chống tham nhũng trong 5 năm qua là trong những năm tới, chúng ta phải tăng cường hơn nữa, có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là những cơ quan có vai trò trong phòng chống tham nhũng và phải có trách nhiệm, nghĩa vụ rõ ràng. Đặc biệt ở đây tôi muốn nhấn mạnh tới vai trò giữa người đá bóng và người thổi còi. Chúng ta phải làm sao cho tất cả những người chơi có vị trí riêng của họ. Họ phải có những cơ hội như nhau, vai trò như nhau trong công cuộc phòng chống tham nhũng này. Chúng ta phải đầu tư nhiều hơn nữa để tạo ra sự bình đẳng, để cho tất cả những người phòng chống tham nhũng đều có những vị trí và phát huy một cách độc lập. Chia sẻ những kinh nghiệm phòng chống tham nhũng tại nhiều quốc gia trên thế giới, chuyên gia thể chế cao cấp Ngân hàng Thế giới đã nhấn mạnh tới sự cần thiết trong việc ban hành luật tiếp cận thông tin và công khai tài sản. Có 3 việc Việt Nam có thể làm được và cần phải làm ngay, có thể coi là những bước rất quan trọng để đạt được kết quả trong phòng chống tham nhũng. Thứ nhất là việc phê chuẩn luật tiếp cận thông tin. Thứ hai là việc kê khai tài sản. Việt Nam đã làm việc này rồi, tuy nhiên số lượng rất lớn, vì vậy cần giảm số lượng kê khai tài sản xuống con số nhỏ hơn. Tiếp đó là phải đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Nếu như 3 công tác này làm được một cách triệt để, thì đó sẽ là thông điệp tốt gửi đến những người dân. Đối thoại phòng chống tham nhũng được tổ chức định kỳ 2 lần một năm, tới nay đã có 9 kỳ đối thoại đã được tổ chức với nhiều chủ đề. Trong quá trình đó, các cơ quan và chính phủ và các nhà tài trợ đã hợp tác chặt chẽ, chia sẻ quan điểm cùng hành động vì mục tiêu giảm thiểu tham nhũng. Với chủ đề đánh giá hiệu quả tác động của các kỳ đối thoại về phòng chống tham nhũng đối với công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam, đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 10 sẽ diễn ra vào 2 ngày 14 và 15 tháng 11. Phần tin trong nước xin được tiếp tục với một thông tin rất đáng chú ý. Hệ thống dây dẫn sau công tơ quá dài, nhiều đoạn trũng thấp nằm sát mái nhà dân, trong khi dây dẫn hầu hết lại có tiết diện nhỏ và không được bọc kỹ nên rất dễ xảy ra chập điện hay cháy nổ. Đó là một số bất cập của hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay. Nếu không sớm khắc phục tình hình thì tình trạng này sẽ gây nhiều hậu quả khó lường, nhất là trong mùa mưa lũ như hiện nay. Hệ thống lưới điện ở xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam được xây dựng từ hơn 20 năm trước và hiện đang xuống cấp trầm trọng. Đa số đường dây sau công tơ quá dài, dây dẫn tiết diện nhỏ, không đạt theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường dây và an toàn. Những đường dây điện chạm trên nóc nhà dân như thế này không phải là hiếm ở đây. Nếu không may xảy ra chập điện, thì các ngôi nhà này bị thiêu rụi là điều tất yếu. Đặc biệt, khu vực tổ 24, thôn Châu Lâm đến nay vẫn không có trụ điện, nên người dân phải kéo dây từ xã Bình Định về. Do phải kéo dây từ xa nên dây chồng chéo lên dây, chất lượng điện cũng không được đảm bảo. Nguy hiểm hơn, khu vực này cũng đã xảy ra nhiều vụ điện giật làm chết trâu bò của người dân địa phương. Qua bốn này là qua như thuộc Bình Trị nhưng mà là thiệt thòi đủ thứ là nước, điện không, cho nên kéo dây từ Bình Định về nhờ là cố sò. Đường dây là có nguy hiểm thành cho nên tôi đề nghị là bên điện là làm sao tạo điều kiện cho dân là tự trụ vô nhà cho nó an toàn. Trong đợt lũ vừa qua, Quảng Nam có 18 người chết và mất tích, trong đó có một nạn nhân bị điện giật chết. Nguyên nhân là sự cố đường dây tải điện xuống cấp như thế này. Thì hiện nay là cái dây dẫn, hệ thống dây dẫn sau công tơ là rất là mất an toàn. Cụ thể như các anh đã thấy, thì chúng tôi cũng đã thông báo cho các hộ dân để thực hiện thay thế sửa chữa. Tuy nhiên là về phía ngành điện là cũng đã đưa vào kế hoạch xây dựng cơ bản để kéo thêm đường dây hạ thế để giảm cái chiều dài đường dây sau công tơ, để đảm bảo an toàn cho khách hàng sử dụng điện. Thực hiện chủ trương của ngành điện, trong 2 năm từ năm 2009 và năm 2010, Điện lực Quảng Nam đã tiếp nhận hơn 400 km đường dây hạ thế và hơn 39.000 khách hàng, chủ yếu tiếp nhận từ các hợp tác xã địa phương hoặc doanh nghiệp tư nhân quản lý bán điện. Việc cải tạo lại đường dây điện
cần được ngành điện lực sớm triển khai và kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn lưới điện, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Indonesia đưa tin, cuộc họp lần thứ nhất nhóm làm việc của các quan chức cấp cao ASEAN thảo luận về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, gọi tắt là COC, đã diễn ra tại Bali. Cuộc họp được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 19. Một số nguồn tin ngoại giao cho biết, các chuyên gia tham dự cuộc họp đã nêu lên sự cần thiết phải phát huy chủ động trong việc xúc tiến xây dựng một văn bản có tính ràng buộc pháp lý cao hơn nhằm điều chỉnh các hành vi ứng xử của các bên liên quan trên Biển Đông. Cuộc họp đã đưa ra một số định hướng cơ bản về nguyên tắc tiếp cận, nội dung, lộ trình xây dựng và sự phối hợp giữa ASEAN với Trung Quốc trong vấn đề này. Cuộc họp trên được đánh giá có ý nghĩa biểu tượng quan trọng, thể hiện sự tập trung về ý chí và nỗ lực của ASEAN nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng COC, đưa nội dung và lộ trình này báo cáo các nhà lãnh đạo tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 19. Cùng ngày, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin, Philippines muốn ASEAN ủng hộ đề xuất của nước này về một khu vực hòa bình, tự do, thân thiện và hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Philippines cho rằng đây là thời điểm để ASEAN đóng một vai trò quyết định trong việc giải quyết vấn đề này và đề nghị ASEAN đứng ra tổ chức một cuộc gặp cấp bộ trưởng giữa các nước thành viên liên quan và Trung Quốc. Trong động thái liên quan, ngày 14 tháng 11, các quan chức cấp cao ASEAN đã gặp các đối tác Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc và Pháp, gọi tắt là nhóm P5, nhằm tạo ra động lực và tăng cường thúc đẩy hiệp ước khu vực phi vũ khí hạt nhân Đông Nam Á. Hiệp ước này được 10 nhà lãnh đạo ASEAN ký tại Bangkok, Thái Lan ngày 15 tháng 12 năm 1995. Theo đó, các nước ký kết đảm bảo không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại bất kỳ bên nào tham gia hiệp ước và không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân trong khu vực Đông Nam Á. Ngày 13 tháng 11, hãng thông tấn Sabah của Yemen đưa tin, Tổng thống nước này, ông Ali Abdullah Saleh, đã chấp thuận giao cho Phó Tổng thống Abrabu Mansour Hadi thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc dựa trên sáng kiến chuyển giao quyền lực do Tổ chức Hợp tác Vùng Vịnh gọi tắt là GCC đề xuất. Hãng thông tấn Sabah dẫn lời người phát ngôn chính phủ Yemen Abdul Al-Zanadi cho biết, Tổng thống Saleh cũng kêu gọi các lãnh đạo đối lập chấm dứt các chuyến ngoại giao con thoi tới các quốc gia vùng vịnh và trở về thủ đô Sanaa để thực thi đầy đủ nghị quyết 2014 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được đưa ra hôm 21 tháng 10. Theo đó, kêu gọi ông Saleh ký vào thỏa thuận do GCC đề xuất. Theo đề xuất của GCC, ông Saleh chuyển giao quyền lãnh đạo cho Phó Tổng thống Hadi và từ chức trong vòng 30 ngày để được hưởng quyền miễn truy tố. Phó Tổng thống Hadi sẽ thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc do phe đối lập đứng đầu và tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày sau đó. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Hội đồng các lực lượng cách mạng quốc gia đối lập tại Yemen đã kêu gọi Liên Hợp Quốc áp đặt trừng phạt chính phủ nước này sau khi 15 người bị thiệt mạng tại Taiz, Tây Nam Yemen trong một cuộc biểu tình chống chính phủ. Hội đồng trên cũng yêu cầu Tổng thống Saleh từ chức. Tình hình chính trị tại Yemen càng trở nên bế tắc kể từ khi ông Saleh về nước sau 3 tháng dưỡng thương tại Ả Rập Xê Út và tiếp tục trì hoãn ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực. Dư luận thế giới tiếp tục có những phản ứng trái chiều xung quanh quyết định của Liên đoàn Ả Rập gọi tắt là AL đình chỉ tư cách thành viên của Syria cũng như tình hình bạo lực tại quốc gia Trung Đông này. Phát biểu từ thành phố Tripoli ngày 13 tháng 11, Tổng thống Liban Mohsen Sleiman cho biết ông ủng hộ quyết định của Liên đoàn Ả Rập trên nguyên tắc, nhưng cảnh báo đây là một động thái nguy hiểm, làm tăng thêm áp lực cho người dân, cản trở các cuộc đối thoại dân tộc và có thể dẫn tới sự can thiệp của nước ngoài. Ông hối thúc người đồng cấp Syria Bashar al-Assad tiến hành các biện pháp cải cách theo sáng kiến của Liên đoàn Ả Rập để sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài gần 8 tháng qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast và Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cũng đồng tình với quan điểm trên, cho rằng Liên đoàn Ả Rập đưa ra quyết định trên vào đúng thời điểm những cải cách của Tổng thống Assad có thể mở ra cơ hội hòa giải cho đất nước, trong khi các lực lượng nước ngoài đang tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Syria. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil al-Arabi cho rằng đã đến lúc công nhận phe đối lập tại Syria. Phát biểu tại Tripoli trong chuyến thăm Libya, ông Arabi cho biết Liên đoàn Ả Rập đang tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tại Syria. Trước những phản ứng trái chiều của dư luận khu vực và quốc tế về việc đình chỉ tư cách thành viên của Syria, các bộ trưởng ngoại giao Liên đoàn Ả Rập dự kiến sẽ nhóm họp tại thủ đô Rabat của Maroc trong ngày 16 tháng 11, thời điểm kế hoạch giải quyết khủng hoảng của Liên đoàn Ả Rập chính thức có hiệu lực.
Phát biểu từ thủ đô Alger, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Algeria Amar Belani cho biết, các ngoại trưởng Liên đoàn Ả Rập sẽ gặp nhau bên lề hội nghị giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Ả Rập. Trước đó, các ngoại trưởng Liên đoàn Ả Rập đã ấn định thời hạn 15 ngày để Syria thực thi kế hoạch hòa bình của tổ chức này. Ngày 12 tháng 11, Liên đoàn Ả Rập đã quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria cho tới khi Tổng thống Assad thực hiện thỏa thuận đã đạt được với Liên đoàn Ả Rập về lộ trình chấm dứt khủng hoảng, bao gồm việc chấm dứt các hành động trấn áp bạo lực đối với người biểu tình và tiến hành đối thoại với phe đối lập về quá trình chuyển tiếp. Ngoài ra, Liên đoàn Ả Rập cũng kêu gọi các nước Ả Rập rút đại sứ khỏi Damascus và các lực lượng đối lập ở Syria tập trung tại thủ đô Cairo của Ai Cập để thống nhất kế hoạch quản lý quá trình chuyển giao quyền lực sắp tới tại Syria. Quyết định trên của Liên đoàn Ả Rập đã lập tức làm dấy lên làn sóng biểu tình mạnh mẽ ở Syria với một loạt các vụ tấn công nhằm vào đại sứ quán của các nước đã bỏ phiếu ủng hộ quyết định của Liên đoàn Ả Rập như Ả Rập Xê Út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp theo là một số thông tin tai nạn tại một số nước trên thế giới. Ít nhất 22 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong một vụ tai nạn đường bộ xảy ra tối ngày 13 tháng 11 tại miền Nam Pakistan. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe tải chở khách đang trên đường từ Badin tới Karachi thì đâm vào một xe buýt tại Guzo, cách Karachi khoảng 100 km về phía đông. 7 người trên xe buýt và toàn bộ 15 hành khách trên chiếc xe tải đã thiệt mạng. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó. Theo truyền thông địa phương, lúc tai nạn xảy ra có khoảng 70 người đang có mặt trên xe buýt. Ngay sau tai nạn, công tác cứu hộ đã được tiến hành khẩn trương, trong khi người dân trong vùng đã hỗ trợ để tìm kiếm và đưa các nạn nhân ra khỏi hai chiếc xe gặp nạn. Tai nạn đường bộ thường xuyên xảy ra ở khu vực nông thôn của Pakistan thời gian qua do chất lượng đường xá không được đảm bảo và đa số người tham gia giao thông tại đây không tuân thủ luật lệ an toàn giao thông. Ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em và 31 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra sáng ngày 14 tháng 11 tại một nhà hàng ở quận Cao Tân, ngoại ô thủ phủ Tây An của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân vụ nổ có thể là do rò rỉ khí ga của một nhà hàng bán đồ ăn nhanh ở tầng 1 tòa nhà. Tân Hoa Xã cho biết hiện các phóng viên chưa thể tiếp cận tòa nhà xảy ra vụ nổ và lực lượng cứu hỏa đang phong tỏa hiện trường do lo ngại sẽ có thêm những vụ nổ nữa. Do vụ nổ xảy ra vào lúc 7 giờ 30 sáng, đúng vào giờ cao điểm, nên đa số nạn nhân là người đi đường, trong đó có nhiều trẻ em đang tới trường. Vụ nổ rất mạnh gây hư hại nhiều ô tô gần đó. Các mảnh cửa kính và cửa sổ bị văng ra tới 2 đến 3 km từ địa điểm xảy ra tai nạn này. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.